quý vị, sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Hội nghị đã nghe công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Lê Văn Trung, thành ủy viên, giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có các quyết định phân công điều động đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận Thành ủy đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phân công điều động đồng chí lê văn trung ủy viên ban thường vụ thành ủy giám đốc sở giao thông vận tải thành phố đến nhận công tác tại ban dân vận thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng ban dân vận thành ủy Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tin tưởng trong cương vị công tác mới, đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh và đồng chí Lê Văn Trung sẽ phát huy sở trường, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thành ủy Đà Nẵng, thực hiện tốt nghị quyết 22 Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tạo mọi điều kiện để đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh và đồng chí Lê Văn Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.